Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Nam TV. Thưa quý vị và các bạn, trong trận tấn công vào khu vực ngoại vi thủ đô Damascus và một vài căn cứ quân sự khác vào hôm 20 tháng 11 vừa qua, máy bay chiến đấu Israel đã được báo cáo đã phóng đi tổng cộng 40 tên lửa hành trình Delilah, gây hư hại nặng nề cho nhiều công trình dưới mặt đất. Theo nguồn tin từ trang Aviapro của nga. Lực lượng phòng không Syria mặc dù phản ứng kịp thời nhưng chỉ bắn hạ được vỏn vẹn là có hai trong tổng số 40 tên lửa mà máy bay chiến đấu Israel phóng đi. Hiệu suất tác chiến như vậy chỉ là 5%. Không chỉ có vậy, trang Avia Pro còn tiết lộ một sự thật khác đau lòng hơn, đó là nhiều tổ hợp của phòng không quân đội Syria đã bị máy bay Israel tấn công trực tiếp và phá hủy vì chúng gây hại cho tiêm kích của nước này. Có một lời giải thích hợp lý cho sự thất bại của các hệ thống phòng không Syria trong việc đẩy lùi các cuộc không kích của Israel hồi đầu tuần này, cũng như là việc các hệ thống tên lửa S-400 Chayum của Nga không hoạt động hoàn toàn. Lời giải thích quan trọng đó là Israel đã làm nhiễu radar của hệ thống phòng không Nga, theo Huawei. Điều này đã được xác nhận bằng đoạn video cho thấy đoàn đánh tràn của tổ hợp Panzer S-1 Siri tự phá hủy khó hiểu khi mà đánh tràn tên lửa Israel. Video đã được xuất bản bởi kênh Telegram của Nga. Bộ Quốc phòng Israel chưa đưa ra bình luận chính thức về vấn đề này. Tuy nhiên, đáng chú ý là không quân Israel đã sử dụng tên lửa hành trình DLEAT được thiết kế để chống lại các hệ thống radar và chứa các thiết bị gây nhiễu radar trong cuộc không kích vào Syria, bằng chứng thuyết phục cho giả thiết trên. Theo dữ liệu từ một số nguồn tin, ít nhất là 8 tên lửa hành trình đã được Israel bắn vào các mục tiêu tại khu vực thủ đô Syria. Trong số này, chỉ có 2 tên lửa bị bắn hạ, chứng tỏ hiệu quả cực kỳ kém của các hệ thống phòng không ở Syria. Cụ thể là trang AviaPro đã cho biết Cuộc tấn công tên lửa mới nhất của Israel đối với Syria, hóa ra đã gây ra thiệt hại rất lớn so với thống kê ban đầu. Tương kích Israel đã bắn đi 40 tên lửa hành trình Deliad, khiến cho 6 hệ thống phòng không Syria bị phá hủy. Theo một số nguồn tin, thì 6 hệ thống phòng không Syria bị phá hủy có thể bao gồm cả một hệ thống Panzer S1 tối tần. Tuy nhiên, trong cuộc tấn công lần này, không có hình ảnh trực tiếp ghi lại cảnh tổ hợp Panzer S1 của Syria bị phá hủy như là các lần trước dẫn tới nhận định rằng đây thực chất chỉ là một khẩu pháo phòng không tự hành xin của Nga mà thôi. Thông tin về việc phá hủy các hệ thống phòng không khác là rất mơ hồ, nhưng nguồn tin Israel đã khẳng định họ đã phá hủy ít nhất là hai Zara, một tổ hợp S-75 Divya và một số hệ thống phòng không khác tại khu vực gần Damascus. Phòng không Syri bị cho là đã phải hứng chịu thiệt hại nặng nề sau đòn không kích của máy bay chiến đấu Israel. Trong cuộc chiến đấu mới nhất của máy bay chiến đấu Israel, hệ thống tên lửa phòng không tầm xa F-300 PM nâng cấp của quân đội chính phủ Syria được báo cáo là vẫn án bình bất động và hoàn toàn không tham chiến. Chưa rõ nguyên nhân vì sao hệ thống S-300 của Syria lại đứng ngoài lâu đến như vậy, khi đây là vũ khí duy nhất đủ khả năng bắn hạ tiêm kích cũng như là tên lửa hành trình của không quân Israel ngay từ trên không phận Liban. Ngoài ra, còn một vấn đề nữa cũng cần làm rõ, đó là vũ khí đã được Israel sử dụng để phá hủy các tổ hợp phòng không của Syria. Bên cạnh nguồn tin cho rằng tên lửa hành trình Deliat là tác giả thì cũng có nhận định máy bay không người lái cam từ Harop mới thực sự là người lập chiến công. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.